Ồ, hay một vậy. em. Ba anh em Vinh chơi cái nhà nhà. Hôm nay Chơi ba anh em nhà. Vinh Ôi. hay quá. Ôi, vô không, vô không. Dẫn cái nhà đi mò tôm nha. Biết là nó gần tới mùa của nó rồi, nhưng mà chắc là mình mò trước đi, chứ vô mùa là có nhiều là mình không làm lợi mấy anh đi trước đâu. Bây giờ anh em Vinh đi dẫn cái nhà đi quằn mấy con gạch ở vòng vòng đây để mò tôm như thế nha. Đây được một em nè. Cảm ơn. Nó chảy nữa bây giờ nè. Ây da. Ây da, chuẩn theo mày. Cái Em gì cũng vậy? đựng con nữa. Đâu? Ồ. Đó, Hay quá. dính. Con mình có đầu đựng không? Thì chưa, con chưa lấy Rồi, được. đến xe rồi, đến xe À. rồi. Mới xuống xe tường nên chưa có dám dính đầu đựng theo. Hai em. Ồ ngô, đâm đau quá. Ừ. Cũng thường thôi. Chạy ha. Úng này chạy ha. Ồ. Con tổng ha, nè. Chứ con chưa kêu la lấy luôn. Chưa chưa lấy lấy bậy chưa đúng chưa không? Dạ. Chưa lấy bịch ha. Nè, rồi. Rồi. Bỏ đây đi. Cho con luôn nè Minh. Dạ. Được, 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 được. Đấy. Cái lồng này nè bé ơi, nãy hay đụng mấy con luôn á. Thôi à. Để nó cắn cái cơm rồi. Đó, đó, đó. Ơ. Đứa nè. Ừ. Ừ. Hai con luôn. Thì quá hay ơi. Hồi nãy dính được con này. Con mấy con tôm nhỏ này thả lại đi cô bé. Con còn nhiều xíu quá ha. Ờ, thả lại đi. Anh em bên sẽ bắt tôm xuống cả này trở lên thôi. Dạ. Kén bằng giờ tới chiều của anh em mình được mới tôm nữa không? Cái này là giống như đi một đầu mùa vậy cái nha. Mày cái bưởi gì gì được được, thấy có tương lai. Ừ. Để chuyện này chào con kéo con cầm máy đi. Ok. Máy nó to rồi nè. To rồi hả? Chứ cô binh quá nhiều không chịu à. Nằm im hả? Nằm im cái dính nè. Trời ơi con này nó ít ở đúng nữa. Họ đúng một cái chạy máu luôn. Ừ, tôm nãy. Mạnh như ta. Nhảy nhảy cái kèn nó mất tiêu à. Nó gì đâu, nó cùi queo rồi. Tôm lão, tôm lão. Nó búng một cái, chảy máu luôn đúng cái đuôi. Sợ cái gì vậy? Nó không vậy? Vô. Đúng nha. Đây này Minh ơi. Minh ơi. Dạ. Này Minh ơi. Hâu thấy rồi, nó bới búng của tay tao gõ. Đó, hay quá. Vô. Cái ổ này là ngay chỗ gần cái chỗ mà lúc trước anh em đi cắm câu ở cái nhà mà thấy mấy con tôm rồi bé với của mình xuống họ gì vậy không có gì hết quỷ hả dạ mất cho của mình luôn nè cái gì vậy tôm nhỏ không bự dữ nhưng mà ăn thịt được cái chuyện cô gô đâm quá cô gô đâm quá tàn rồi chứ gì lần lần mấy cái này thứ nó có vô không phải thứ ba mà rồi mà mình nước nhiều gì này mình động tới đồng hương là nó sẽ đi tới luôn à từ chưa u chê cái bắt đừng còn này con nhỏ thôi thả thả đi thả đi thả đi thả đi quá thả đi ai 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 chưa nghe lại tiếng chữ con chân thôi mà. thấy chưa? Thấy không của mình? Đây nè. Cho vào vô. Đi quăng bộ đục ở đây cái hơi cái tôm nó đông vô nó chui vô cống nó chịu không nổi chui kìa. Quỷ à. Chứ phải chui vô cống cái khổ bắt luôn hả? Có nãy đụng con tôm bự lắm, bay vô cống. Bóc vô dính con tôm cái buông ra chứ. Dễ gì buông ra chứ. Vì vậy nó tôm. Ai da. Thương công cái muốn té đá người đầm 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 mới chạy cơm quăng đó không bé quắt xuống đâu đúng rồi chuyên nghiệp chị chưa thế cho mình cái này vẫn cho lại trái bi nè cho vòng vòng thôi nó chiều giỏ chiều mình nó chiều giỏ đâu đâu rồi chiều mình nó nào đó đủ kỹ nó Ê, nó nặng trên cỏ chưa em? Hết nặng thì chứ. Nó nặng trên cỏ chú Bin á. Chú Bin cài vô cái hành nè. Ừ. Con thấy nó dính rồi, con kia chú Bin liền. Lặng chứ. Tôm sâu số. Động, động chứ nè. Nè chứ nè. Nó nặng trên lưng chú Bin á. Đủ chú vô, đủ chú Bin vô. Đói chú Bin ra nè. Đằng này không thấy nào dính lưng á. Con còn nữa mới nhảy ra được. À.
bên lùa nó nhảy ngoài đây. Ôi chú Bin, đầu đẳng chú Bin, tôm chạy bả luôn chú Bin ơi. Đâu, đâu. Đầu đẳng á. Đầu đẳng á. Nhanh lên chú Bin ơi. Ôi chạy bả luôn kìa. Chụp nó chú Bin ơi, chụp. Còn thấy không? Còn. Hay quá chú Bin ơi. Hay quá. Đúng rồi. Cứ con thấy cái cọng gâu đỏ đỏ nó rồi. Con thấy nó bò nó chết rồi. Rồi. Hay quá mình ơi. Con vô tôi đi. Vin rồi. Con thấy con cỡ này nè. Con thấy con nó bò cái râu đỏ đỏ rồi. Trời, con kiếm đường con chạy xuống mà con biết đường nào con chạy xuống. Chú Bin tới. Ai da, chú Khai ơi. Nó kẹp đau quá rồi chú Khai. Chú Bin tới con chuyện này nè. Gì chú Bin? Đó. Con hả con cũng chui cái này. Để đi con tát máy con bỏ vô chú Khai tặng đậu ở đây. Ok. Một ngứa. Từ nha. Dạ. Này nè ơi, tôi được một em nữa, em này hơi bị to ạ. Đây, đưa chú Bin. Ôi, con mình nó quan sát hay quá. Con tôm quá trời bự. Con tôm bự nhất từ hồi nãy giờ. Rồi cầm đi con. Không được rồi. Chú Bin nó ngứa quá. Còn á chú Bin. Mông niệm nó ấy dữ ác lắm. Này nè. Mày hả bưởi. Hay quá chú Bin nè. Ê, con nhìn không con quái nào hỏi nữa. Dạ. Bên chú Bin con chà bá luôn chú Bin ơi. Từ. Ấy nó bị kẹt à. Hay quá. Nè cái nhà ơi, Bin mới dính được một con nè, hai con luôn. Từ hai con ở trong cái cống này chắc nó ra chứ đâu nè. Dạ, con thấy nó quơ con chỉ chú Bin lại với con chờ không được đâu. Nè, đó đó. Ủa con nhỏ chú Bin nè, không sao, thả đi. Ơi. Chú Khai ơi. Toàn tôm. Chà bá luôn hả? Chà bá luôn. Nổi lên hả? Nó nổi lên. Hả? Hay vậy? Nó nổi lên. Chú Bin thấy con, chú Bin mất thằng con nè. Con cống nó chui ra. Hay quá, ở con tôm gì kẹt ngoe vậy cũng bả tôm rồi. Ơi, cất đồ. Chú Bin thấy không? Lên lép luôn hả? Dạ. Hay quá, bố một con. Ôi đang con đó này. Ôi hai con luôn. Đó rồi. Rớt luôn rồi. Ôi à, đây nữa. Ủa? Nó tiêu rồi. Ôi chụp cùi quá. Tôm. Kẹp hai cái tay. Đi nha. Dạ nó nổi nó tơn rồi. Nhưng mà con bên kia con có thấy nó nổi mớ rồi. Đây. Hai con. Hai em luôn. Hai bên đây còn đụng con chưa bắt được nữa nè. Bị hai kiểu hả? Ừ. Trời đi nhẹ đang nặng đi là thấy rông á hả? Hả? Con mờ hết rồi. Ủa? Đó có con. Con nãy giờ con canh con mấy bên kia. Mấy ông chú kêu nhỏ giùm mớ mừng ngứa hay vậy? Đúng rồi. Hả? Dạ đúng rồi. Lên mình nhỏ đi. Hả chú Bin? Nè. Đâu? Nè. Thấy không? Nè nè nó nằm nè. Chụp nó đi. Sẽ cười đã. Ôi mất tiêu rồi. Đây. Nè. Lụm mày luôn. Vô nữa rồi. Dính. Dạ. Nè. Anh có bữa. Camera nha. Chú Kha ơi, con hết tay rồi chú Kha ơi. Chú Kha để con lên cái vỏ cái. Rồi lên con lên bờ đi. Cái này con này từ nãy nó nằm con này tốn nè. Nè, ba con luôn. Ba con luôn cái này. Được không chú? Để con đỡ phục. Nè. Hay quá vui. Cái này con này một nắm luôn nè. Ba bốn con luôn. Tốn đâu cho khỏi anh em ra này cầm của mình. Bóc từ con. Hai con, ba con, chắc anh chắc
nè nè. Đó đó đó. Đó không? Đó. Đó 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 nè 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 nè. Nó đi nè, nó đi nè. Rồi chụp đi con, chụp đi. Chứ hay chụp đi con chụp cười lắm. Để con nhìn mới quay rồi. Rồi. Sao chạy được. Tao túi với khe bắt đựng con nè. Cái gì? Ai da. Cái gì mà đâm? Gai gai đâm đau quá. Ôi da. Ý mà bẻ cái que nó mà cũng còn đâm. Ồ hai em luôn. Nguyên cục gạch cho bá luôn không? Ừ. Nè. Chú mình chà chui vô cống rồi cả nhà. Nè. Ờ hay mò nè. Chà bá luôn. Được ha. Vô vô rồi. Đâu. Em nãy ngoài đây bắt một con, hay bắt một con với cô Minh bắt một con. Ba con. Ba con. Ở nhà khoe nhà thấy đã không? Con nào cũng thấy bự bự thôi cả nhà. Chá sữa quá. Dạ, kẹp. Ừ. Cái kilo ạ. Ba anh em bên về tới nhà cả nhà. Oh, không ngờ cơ một lần đi mò tôm đầu mùa này mà anh em Bình cũng khá là bội thu cả ký á cả nhà. Ồ coi chừng nó búng. Ồ quá tài luôn á. Trúng trúng. Có mấy con tôm của con tôm đầu chứ. Con tôm đầu tiên nó bò là con nào? Con tắn tắn. Con này nè. Con này. Con này là cô béo quá. Con này kìa không em bắt con này nè. Con này có con. Đúng rồi. Đó con đầu tiên bò nè. Con này tắn đẹp nè, đúng rồi. Mấy con này là bị bắt ở trong cống nữa nha, với cô bé con. Con này là không? Hai bắt cuối cùng. Nó đi lùi rồi đúng không? Đi sờ lùi rồi. Đã ghê luôn không? Quá trời luôn. Thành công, thành công. Lần đầu tiên anh em mình đi mò mà được một mẹt tôm đi thôi, còn gì nữa. Móc đến thả không? Đổi cái gác không? Còn gác. Đổi cái gác hả? Thôi cái này giờ anh em đi tắm rửa nha, xíu nha cái nhà. À, lạnh chút xíu hả? Nó lạnh mà nó ngứa nó ghét. Hồi nãy với anh nãy hay mọi người cho ấy là hay ngứa dữ lắm á, mà không giống bào gãy á, cái nhà thì nó sẽ ngứa hơn đó, nữa ngày bụng môn luôn á. Cái này bữa nay không biết của mình quay được nhiều ít á hả? Dạ. Nhưng quá trời luôn nè, này khỏe 1 ký luôn. Dạ. Thôi bán bự nè, hơn 1 ký rồi. Anh em mình rửa đi. Ê, rồi xong. Anh em mình rửa đi rồi bỏ mát đi tắm rửa xong rồi anh em mình xử nó. Ok vậy ha. Tặng dân vừa chứ nè. Chị là anh em Bin sẽ xử mấy con tôm hồi trưa anh em, hồi chiều anh em Bin bắt được nha cái nhà. Tôm này thì nó hơi nhỏ nên Bin quyết định là mình luộc nước dừa mình ăn đơn giản đạm bạc thôi. À, không nấu nướng cầu kỳ nha cái nhà. Cô mình hái thêm ít kg nữa mình ăn chung cho nó thơm thơm. Cái gì? Trời á. Hai ba trái dừa. Dừa này ta ở trong nhà kinh ra luôn cái nhà ơi. Không có bẻ luôn. Dừa giỡn như chục chút ha. Nè, dừa giỡn như chục. Cái này là mới tôm của anh em mình bắt được hồi trưa này cái nhà. Trời ơi coi cục gạch nè. Có mấy cục gạch quá trời đã luôn. Mấy con tôm bự luôn. Hôm nay anh em mình như đây cái ăn từ cơm được không? Từ cơm luôn á. Bữa nay ăn không chơi thôi nha. Đây nè cái con tôm này cục gạch quá trời bự luôn nè cái nhà. Tại vì con tôm này nó nhỏ nên bên nấu món này nấu món kia hơi khó. Ví dụ như mà tôm vượt ngoài tôm bự vậy nè. Thì mình nấu món thì nó sẽ xinh tươi và nó ngon hơn. Còn tôm này nó giòn nhỏ nhỏ vậy nè. Rồi anh em mình quyết định là sẽ luộc luôn nha. Cô mình thì ra hái mấy trái xanh đâm y chang như chém ớt hôm bữa chấm chuột nha. Ngon y như vậy luôn á. Mới chịu nha. Trái dừa đó đổ nước luôn á. Dừa này hơi gám rồi mà ngọt. Đúng rồi, kho cá đầu là dừa đó mới ngon á. Ơ kho thịt đâu á. Dừa gám ngon hơn dừa nạo. Tại dừa nạo nó không có ngọt. Nó ngọt không tới bằng cái dừa gám, dừa nạo hơi dày xíu cái nha. Bao ngọt luôn. Ừ. Có ga luôn á, cái chuyện nó xịt mặt cái mình. Trời ơi. Này thì tỏ y như thiệt kìa đó. Còn dạo cứng vậy. Chứ cái này chặt đi con này. Đó, nó dặn chưa? Bữa xả của mình ăn được chưa? Mình xin bạn tép mở cho nó thơm đi. Dạ. Nó mấy cái xả của mình đó. Không có, nó còn nhỏ lắm chứ mình. Để dành nó đi. Để dành nữa phải không? Để dành trái xe ta không đầu. Ok, vậy hồi chặt anh kia xin tép xả. Còn đó, cho con hai tớ đỏ thôi. Với hết ớt xanh luôn á. Cho nhiều tỏi nữa. Ngon y chang như hôm bữa nha. Ok ok. Đó chứ luộc nước dừa thì anh em Bình cũng chịu. Cũng bị một ít tỏi xả lá chanh nào bỏ vô cho nó thơm nha cái nhà. Nó ngọt, nước dừa thì nó ngọt. Còn anh em Bình thì cho nó vô một tí. Con bỏ muối vô cho nó dễ đâm con. Bỏ đường. Đường muối vô. Cái đường vô để cho nó đừng có văng. Tỏi xả với ớt với lá chanh. Vậy lá chanh vô cho nó thơm nha cái nhà. Đường cho nó nha. Ngon không như bữa là chú Bin không ăn luôn á, giận luôn á. Chú Bin không ăn luôn á.
giờ cho nó ra nồi cái nha. Quá trời, cái này đúng ăn từ cơm luôn. Tính ra anh em mình may mắn á. Đây, mình sẽ cho tôm vô trước nha. Cái này là một ít lá chanh nè, rồi sả, tỏi, ớt, cho một đốc nước dừa, dừa mấy cái này cho nó thơm. Bỏ lá chanh bự này ra đi, nó xấu quá. Quá ngon. Như đây là hơi bị ngon rồi đó, chút xíu nữa anh em mình còn cộng lên nữa. Đây là cái chảo tôm của anh em Vin cái nha. Để bật lửa lên, để lấy con quẹt không nướng được. Mấy anh em này xài bếp khè độc lắm nè. Không tính đâu. Không còn ngon tay nè. Chưa vô cái này. Tợ nhầm nào vậy? Bị hoài ha. Anh thấy nó còn ngon lòng tay nữa đâu mà sợ. Không nào nữa đâu rồi đặt phòng sao? Để cho nó sôi lên cái tở nó không phát xào xào lên. Đó, tươi liền thơm quá. Thơm không? Có thêm sả với lá chanh á. Rồi nó chín cái nó bùng lì cả, còn nhiều hơn lúc nó không chín nữa. Quá thơm luôn rồi. Trộn lên cho mấy thằng tên nó nằm dưới, nó thơm mùi nước dừa, nó thơm gì béo béo á. Tôm này mà đem ăn hơi nó mập cho mà coi nè. Mới bắt đem lên nè. Đó. Quá đẹp luôn. Ôi, nó chín nè. Mình ơi, mình chuẩn bị cái giọt cho chú Bin đi cô Minh. Không ấy lấy cái mẹt tự cũng được nữa con, chú em Bin làm cái xà cái là nó xong luôn à. Rồi còn ăn luôn chú em. Còn không được, nó còn vướng lại cái mẹt con. Tôm giờ chín rồi không ta? Tôm chín rồi nè. Đúng rồi chín rồi. Chín quá à, không ngon. Ảo luôn. Đúng, chín quá nó sẽ bị cứng con tép. Đúng rồi. Đó, lộn cứng con tôm. Ồ, nó thơm mùi lá chanh. Quá hát kìa. Bún nó đi. Hát sao bún nó đi. Kẹp tao nữa đi. Đây, cái con này là ngon nhất nè. Sao? Lột. Là tôm lột, nó mềm. Để cho nó gáo nước cái bình sẽ cho nó ra cái mẹt là lắm. Tay khiên mâm quả hay tờ khiên mâm tôm. Nè qua bên cô đất này nè hay tờ. Nè anh em Vin ra ngoài đồng ngồi ăn cho thấu mát cái nha cả nhà. Buổi chiều quá mát và quá đẹp. Cái đây ăn tôm là sung sướng luôn á. Ok, lót dép ngồi. Ôi nó đẹp, mâm tôm. Một chuyến đi mò tôm quá thành công của hai thầy trò, ba thầy trò bên nghe cái nhà. Gạo găm nè, chuyến mới của cô Minh làm quá tuyệt vời luôn. Hay là này chắc ít bột ngọt nè nên nó không lên mùi sữa nè. Đúng rồi. Đúng không? Mình ăn là mình ít, mình sử dụng một ít thôi. Thôi ba anh em Vin mời cái nhà ăn tôm hấp nước dừa chả lá chanh cùng ba anh em Vin nha. Mời cả nhà. Vô. Lụm đi, tới tóc. Cô nè, con nó mập. Con này con quen quen ta. Con đó con không biết con của con á. Con này con của mình bắt luôn nè. Con mà mất con bắt lên mà không có càng với không có cái gì hết trơn. Nó bị vậy càng con chắc nó bị con cua ăn. Đây em quất tước cái đi tính. Rồi bưng chén lên, xét lên mặt luôn. Đó. Đó đúng rồi. Trời ơi, chạy nước miếng. Đừng hỏi. Tan cái thịt tước cái càng ta sao của mình này. Càng. Trời ơi, thịt nó ngọt rồi, đừng nói tới luôn. Tại đụng thêm tới dừa nữa, hồi nãy mình có dặn thêm tí muối nha cả nhà. Đúng rồi, hay bỏ xả với lá chanh vô công nhận nó thơm, nó thấm vô tới thịt tôm á. Không có còn nghe mùi tôm luôn. Cái món ăn của mình nó đậm đà hơn, nó thơm, hấp dẫn hơn. Làm thêm con nữa. Đó. Thôi con cho hai nha. Ok, cảm ơn quá nhiều. Sao không nhảy nữa đi. Rồi bưng chén nó làm đi. Minh này kìa kìa hoài. Lên xác lên miệng luôn. Đó. Đó đúng rồi. Rồi cảm ơn mấy nhiều. Cái nữa coi. Trời ơi cái con cầm cao găm cho con gói thơm miệng con. Miếng cao găm nữa. Đúng rồi. Mốt anh em mình làm bữa chiều kinh ra đây ăn đi. Dọn ra xíu ha. Ra đây ngồi mát quá trời. Cũng không Minh nó bự quá vậy. Để đúng rồi, cả nhà. Cái này tôm mới con mới bắt này, dĩ nhiên cục thông minh nó hơi bự chứ sao con. Đây, bé lột cho mình một con nè. Lột vừa chín thì thịt tôm nó mềm, nó vừa ăn nè. Ba cái nhà lột chín quá thì nó sẽ bị cứng. Con tôm nó sẽ ốp thịt lại, và nó mất ngọt. Lắm. Cục thông minh bên đầu. Cái giòn theo rồi. Cái chén cũng chịu cay quá ha. Này dạ. Còn tộn mới nghe. Còn lóng gì vậy nè.
Đúng rồi. Rạp cái nữa. Cho tới nách cái nữa. Em cảm ơn găm cho hơi miệng này. Chặt luôn. Cụ gạch không? Hình như cụ gạch này nha. Cụ gạch đâu? Đâu đâu đâu? Cụ gạch đâu? Con này có gạch đâu? Ôi con lột. Con nó gần lột. Có chú gạch cũng không có gạch nữa. Không có gạch luôn nè. Nhưng mà cục hình nè hai. Thôi nó mập nè hai. Thì tôm mới bắt lên mà. Biết không còn quảng cáo cái nhà cũng biết luôn á. Gặp tôm xong mà kiểu này là tới bến luôn à. Đinh cái chén lên. Trời ơi. Lấy gì cứu nó liền giờ. Lấy cái càng cứu cái mình đó là. Con tôm mà hồi nãy bên nói là ngon nhất này. Cái nhà coi có thấy cái cục gạch không? Nè. Chú Khe có cái tâm xỉa này nha. Đừng có đùa nha. Trời ơi con coi con nè. Cả nhà coi bên nè. Đây. Béo coi cục gạch nè. Cục gạch nó bự dữ vậy. Con tôm mày khỏi nhà hai anh em mình lọc luôn. Tôm lọc. Con không được nè. Đó thì canh đi, canh đi, canh đi. Vô đây thì có quyền lựa luôn á. Chú Khe cũng có tôm lọt nè mà Khe chú Khe tự lọt. Đổ xong. Rớt luôn rồi. Dung về, dung về. Đi ra coi ăn luôn. Mình làm lại con khác. Đi ra coi ăn luôn cái xương nè. Làm lại từ đầu. Cắn nguyên con luôn. Hai, vô hai. Ôi, con còn có tôm lọt của hai nè. Em có tôm lọt nha, đừng đùa nha, mà lọt hơi cứng một xíu thôi. Đây nè, coi lọt cái đầu có gạch không? Không. Để coi có cục không minh. Ngon quá. Chan mắm này của mình làm cũng ngon nữa. Muốn làm y chang gì nha con, phát cứ vậy phát huy nha con. Chiên vàng nước chấm hả? Chiên vàng nước chấm. Con này không có gạch rồi. Mình lựa con này có gạch cho hai anh em ăn cái mới được. Tiêu ta. Ủa nãy bắt lúc bắt thấy nhiều con có gạch lắm. Ê, mà con, ta. Con có con gạch, cụ gạch gì ní nẹo à. Màu đỏ không? Không có cái gạch, gạch không phải gạch né đâu con. Ê, có cục không minh nữa kìa. Hai con nhện nữa. Tí nữa bỏ nhà không rồi. Lộm. Nước chấm này là phải lăn 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 qua vậy nè. Hai con này chắc có cục gạch nè, để em làm gạch cho coi. Không có luôn hai ơi. Không có luôn hả? Không. Chắc nó chưa ăn gạch đó chú ha. Mấy thằng ăn nó không biết lụm cái con bự này vậy ta. Bình tức quá bình lụm nè. Minh. Cắm cái đầu bẻ đầu. Rồi. Bẻ đầu bỏ đầu qua bên đi chút xíu chú Bình thử sao. Bỏ đây đi. Rồi. Hay lòng được không? Được luôn nè. Được luôn ha. Dũng dũng sĩ. Dũng sĩ một tay. Con tôm có cầu gầm nữa không? Chứ không phải là dũng sĩ gì ngoài hả? Không. Đây. Ai nói một tay tôi lọt không được. Một tay Vinh vẫn lọt được. Cạp luôn, tôi cạp luôn. Tôi cạp hết luôn á. Tôi cạp quanh nóc nhà luôn á. Cạp nóc nhà luôn mấy đấy. Thì ghê không? Quá dữ, quá dữ. Gạch ơi. Gạch ơi, gạch ơi, gạch ơi. Con này hình như có gạch nè. Có nó... Có, nó đỏ luôn rồi. Nó đỏ rồi tới tông ngào luôn hay. Có không? Gạch gì á? Gạch này nó lạ lắm. Con tôm có màu đỏ. Nó còn lột, nó còn lột. Con tôm có màu đỏ chứ. Tôm hay da. Tôm hay da chứ mà. Tôm gần lột hơn tôm hay da. Đúng rồi, cua gần lột cũng là cua hay da. Đúng rồi. Lên được con nào có gạch nữa hả? Không biết có gạch không. Có, thế nào gạch mà gạch đều hơn gạch kia thôi à. Đúng rồi. Tôm nhỏ đi. Tôm nhỏ cho dễ ăn. Bởi vậy, khi nói là hay hơn. Dạ. Cả hai. Ôi cục gạch kìa. Bóc đẩy nha, pin không có lưỡi nha. Nè, mọi người coi nè cục gạch nè. Đổ chét luôn. Lụm mày liền. Ý, con có cục mà không anh á. Quỷ à. Đang ngủ tỏi thôi à. Cục gạch nó điếu quá cả nhà ơi. Nó là y như thiệt á. Nhìn cổ buồn quá ha. Thơm. Nó còn hơi nồng. Nó ngọt. Đâu hình cái nữa coi. Không hình đâu. Đây 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 anh hai. Vô mà hai bé à. Này nè. Tại hai thấy một bên thôi. Quảng cáo của ta cục bên đây thấy nó hai bé. À, quay qua vậy hai thấy không. Ủa quá tại ra đỏ luôn. Tại quay ra cục gạch kia mấy bên thịt mình thấy rõ ràng ở chút ép à. Gạch chả bá luôn.
còn núp ở trong cái đồng ăn cái thịt thịt cái béo béo lên ha. Đúng rồi, nó sực 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 sực. Đặc biệt nha, cái gạch này mình thấy nếu mà luộc vừa cái dạng nó chín nha, mà vừa chín nó còn luộc chín quá nó cứ ngắt à. Đúng rồi, đúng không? Đúng. Trời ơi, ăn mấy cái món mà chà me cái me rồi nó hay nó ngoài á. Ăn cái sực 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 sực. Ý mà chưa vô mùa đây mà mấy anh em mình ngồi có tôm ăn nha. Mới vô đầu mùa hả? Đầu mùa hả? Cái này mấy con tôm làm nước nó ở lại á. Chú Kha coi cục gạch con nè. Đó. Đâu? Đó. Lúc cầm máy không thấy gạch tôm trời thấy quá tà luôn. Để cái hồi sáng á, cái nhà biết tại sao mà anh em pin đi mà tôm không? Hồi sáng á là hồi lúc hôm bữa thì đi câu bên kia là hên là dính được 1 mét rồi. Nhưng mà hồi sáng này anh em pin lưới ra ngoài đi ăn. Đi ăn mà lưới nổi á. Cái bây giờ văn đâu tới 10 giờ 11 giờ hả? Không có dính được khúc 3 con cá mẹ. Vậy mà còn đứt tay lưới nữa chứ. Đứt tay lưới làm hai nữa. Bắt đầu cái anh em bên đi về cái gặp bác Tám đang ngồi câu tôm. Em còn dính được 3 con tôm bự hết à. Chắc có tôm rồi đó. Còn mà mấy cái chỗ đó tí thêm một phần đó là cái chỗ đó bên thấy là hôm bữa mấy anh em bên đi gắm câu á. Thấy tôm luôn, lượm luôn. Nó nay thôi kệ bà. Thế tối này nghe nay có cái cống không? Thế nào cũng vô đó trong đầu. Thế nào cũng vô. Bin chấp nhận bin chui vô đó chui ra để mỏ luôn mà. Chui lần đầu tiên thì nằm tinh lưng bin con. Lần thứ hai nó không nằm con nào á, nhưng mà quậy cái nó chui ra ngoài. Chui bin đi em, đi em. Còn hơn nó đục, càng đục nó càng ra nhiều. Tôm còn thì... nó tông cống ra không chứ đâu. Tôm thì nước đục mà lúc nào mình đi quần tôm nó đục cũng bị tốn à. Nó cũng nổi lên à. Nó cần thời gian để nó đục con mắt. Có cái cống ở tên nữa là lúc đó là mấy anh em pin quay không được. Tại vì cái cống nó quá tối, nó lên con khúc là vừa cái đầu của mấy anh em pin à. Với lại là cái ví dụ cái bốn cái mí cống không, là cái cống ngoài á là nó hơi thấp. Ở giữa thì nó hai cái cống ở giữa nó cao. Rồi cái bên kia cũng như là nó thấp. Như nó bị sụp rồi. Nó sụp nó cắn rồi. Thiệt. Đúng rồi. Tôi đó ngồi mà anh em mò mà gung luôn á, xe ở lên nó chạy nó xe Honda mà chạy kinh gung luôn cái đây chứ về tải chạy ngồi biết luôn. Nhưng mà vô tổng thì bắt được 3 con, nhưng mà anh em biết có đụng nữa thế nào đụng tôm thì nó cũng muốn chạy ra ngoài ha. Ở tổng nó có mấy cái bọng ở mấy cái mà cái xe người ta làm cống nó cho nó kích vô á, cái đó nó bằng nhau. Dạ đúng rồi, nó xéo. Bin cái con mà bự bin bắt á, bin chọt tay vô nó nằm bị ghe á, tổng nó nằm trong cái chớn tổng. con này đúng con rồi này. Nó chạy ra em vớt được con lụm được con lột. Nó kẹp bin về bin chứ cái rồi nó tôm bún hên quá. Quay lên cỏ mà nó dằn đều. Quay cho con vi khuẩn chống mặn đó xuống cái càng tôm mà đó anh nhảy chống mặt ấy vậy hả, chống mặt để mình cắn đó nói chống mặt quá chống mặt quá chống mặt quá thì vô bụng. Nay ra ngoài đây không khí thoải mái hơn trời. Mình lâu ngày một cái dạng như mình ở lâu ngày mình quen thuộc quá, cái này ra đây thoải mái hơn, mát hơn. Trời bữa cứ buổi chiều nay em đi làm canh buổi chiều là kinh cái đây ngồi chứ bữa tơ là hay mệt thế. Bữa tơ là nắng trái đụng. Giống như là anh em pin không có cái dạng mà có cái chỗ rộng rãi để cất để giữ đồ á, chứ nếu mà rộng ha anh em mình làm một cái vạt nhỏ giống như cái bụi lu quăng rồi đó, cái vạt tre nhỏ đầy mát vậy này kinh đây ngồi làm cái nhà trên cảnh này thế nào cũng thích hơn ngồi trong kia ướt mát á. Cái mùi tớt chứ nhiều mùi tớt hai há với hai tớt đỏ à. Quá cay cái hết hàng ngay sẵn mày đã chụp cái rồi dính con tôm không dính cái con ngay không cắn đó cái con nó càng hai ngày hết hồn chụp rồi ấy dạ. Giấu y chang chụp ở ngoài gặp đen chụp đây hãy chùa nguyên cục tôm luôn. Ồ chụp hay ta. Anh hai chụp gạch hay quá cả nhà. Ủa, chú Bin là bệnh hồn đó cái làm hồ. Có làm hồ có quăng gạch. Chú Hai để tí con chú Hai về chú cháu mình quan hệ thử. Làm hồ có đi làm hồ. Làm cu ly mấy năm tại luôn á. Làm trời Bến Tre tí thì rộng á. Tại nhìn cái vỏ đóng vỏ tôm em của mình. Rộng hết hồn không? Chú Minh. Thấy cá được cái nữa con rớt tiêu. Từ nãy giờ Minh nó chuyên chơi rớt luôn ta. Còn cái hàng còn cái hàng rớt chưa à. Mới hàng con. Hello mày, gán chứ hết luôn. Mà vừa luôn mà hết mà. Hả
nãy là cục màu đỏ giờ cục màu đen. Cái cục không minh đúng không? Cục không minh bự quá vậy. Cục gạch này lạ lắm. Rồi á mày đâu có rồi. Nè, con nhỏ vẫn có gạch luôn nè cục minh. Dạ. Bên bắt con nhỏ mà vẫn có gạch luôn nè. Nè. Gạch màu đen. Chỉ có vừa. Xem nó lạ quá vậy. Đẻ nó xuống. À, nghĩ sao mà đó giờ anh em mình đâu bắt được con tôm bự mà có cục gạch ở đồng hết ta. Có lúc nào ăn mà được con tôm bự mà có cục gạch ở đồng chưa? Chưa. Có. Để đang suy nghĩ. Nhớ là cũng bắt được vài con tôm bự nè. Đằng nào cũng tôm chô như vậy nhiều nè. Rồi cũng hai ba con tôm bự nè. Ủa con cục gạch này cục gạch gì ta? Hồi nhỏ đi chạy trong khu đó ha. Em chạy mới chạy xuống ha. Hai con tôm có tay luôn nè. Có gạch không? Mà trong mương á. Có gạch không? Lâu quá cũng không nhớ. Hồi đó em bán rồi làm có ăn được đâu biết có cục gạch hay không. Đó ha, cái nhà biết cái con tôm lỗi nhất khoảng một lạng mấy hai lạng rồi bán cái trăm ngàn á. Mà hồi đó một trăm ngàn nó bự bánh xe bò. Chứ không phải là như một cái đồng tiền nó lúc đó còn giá trị lắm. Đúng rồi. Với lại hồi đó là cái dạng mà chưa có dạng mình nuôi tôm này nè. Tôm còn cao lắm. Mình nhớ là lúc đó mình học lớp 5, lớp 6 rồi. Giá miễn chài nhỏ xíu. Vô đó chài, chài được cái vỏ. Trời ơi gung quá trời gung luôn. Nghe lên bào thử nó con tôm. Ai ngờ cái vỏ. Tức quá. Ngày sau đi chài nữa. Chài vô trong cái mương gần. Nói chung là lúc đó là gần cái nhà của người ta. Cái bắt đầu chài xuống cái lên được hai con. Trời ơi gung quá trời gung luôn. Sách chài nha. Để tao miễn chài chài nhà luôn. Được hai con bán đâu được trăm mấy chục ngàn. Đợi hai mấy. Hai con mà cổ tay vậy. Được cả chục cái gạo hơn. Kinh đó cũng có nữa kìa. Đó thấy người ta mò cái con kinh gà. Là sau này hồi cái lúc mà kinh nó vét kìa rồi mới có chứ hồi là tước đó nữa là cái kinh hồi đó hồi lúc chú Kha đi chài là cái kinh này người ta mới đào đào nó nhỏ phải không hồi lúc đó anh nhớ qua nhà béo là nhỏ xíu à vét nó vét sao vét cho người ta vét sao chú ra cái con kinh kìa con chài lúc đó đâu biết chài đâu xẹo miếng chài xíu xẹo mà nó cũng vô được hai con tôm nữa trời con lượng lúc đó hơn cắm câu cũng ăn nữa đúng rồi lúc tước có thằng năm sớm hai cắm câu con tôm ba bốn lạng gì luôn. Em nói hết tết người ta đi chơi đi. Còn em nhà em lái giá miễn chạy em chạy vòng cái kinh mà hồi đó kinh này nó mới giá. Tôm hiểu rồi. Cái nhà nghĩ sao mà cái lưỡi câu mà cắm câu á thì thường nó bự chứ đâu có nhỏ đâu mà dính tôm mà cái nhà dính tôm nào rồi. Tại chú em nhớ cái vụ mình chú cháu đi con nhét thôi vậy. Con dính con tôm. Con bậy rồi. Con tôm nó dính con tôm là cái càng nó kẹp cái cộng dây cái lưỡi gì mà. Dạ không nó quấn vô. Quấn vô luôn. Tôm luôn. Mình câu đang nhét dính tôm mới ghê chứ. Bình thường tôm ăn tép hả? Có mà đó hạn tép bắt tôm dậm cơ dậm như chú Bin móc tôm nó thả nó lại luôn á còn cái nhé không nếu mà câu mà tôm nhỏ nếu mà dính là còn cá bự không nha đúng rồi đây con cá bự nó mới có khả năng nó cắn nổi con tôm quá no luôn á thôi bà anh em đi tạm biệt cái nhà nha bye bye cả nhà.